khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm hoàng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mãi nhà tranh thương đất mẹ nghèo. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thoi mẹ ngồi dệt vải, gặp lại dòng trầm đêm trăng che nóc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát ở đò đưa. Sau hơn 50 năm xa quê đằng đẵng, Bác Hồ của chúng ta mới trở về thăm quê hương Nghệ An lần đầu tiên vào ngày 16 tháng 6 năm 1957. Và đến ngày 8 tháng 12 năm 1961, Bác trở về thăm quê hương lần thứ hai. Trong suốt cuộc đời mình, người chỉ về thăm quê vẹn vẹn hai lần, nhưng chất chứa nơi thẳm sâu trái tim của người là tình yêu quê hương tha thiết. Người luôn quan tâm, hướng về quê hương bằng tất cả tấm lòng và trái tim của một người con mang đầm cốt cách, tâm hồn xứ Nghệ. Đến với cuộc thi, Bác Hồ trong trái tim thanh thiếu nhi Nghệ An ngày hôm nay, em trân trọng gửi đến toàn thể quý vị, các thầy cô giáo, các anh chị, các bạn học sinh, câu chuyện về tình cảm sâu nặng của Bác trong chuyến về thăm quê hương Nghệ An lần đầu tiên của người. Câu chuyện đã để lại trong em sự xúc động sâu sắc, giúp em hiểu hơn về tình cảm của Bác dành cho quê nhà, dành cho những người mình yêu thương, nhưng luôn phải nén chặt trong trái tim mình vì phải lo việc nước. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hoàng Oanh, học sinh lớp 4D, trường tiểu học Hùng Dũng 2, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Một sáng mùa hè, ngày 16 tháng 6 năm 1957, sau hơn 50 năm xa cách, Bác Hồ vẫn giữ chất giọng trầm ấm, nặng nặng của xứ Nghệ, trở về thăm người dân quê hương trong sự xúc động bồi hồi. Với bộ quần áo kaki bạc màu sương gió, đôi dép cao su giản dị, Bác về thăm quê, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An. Điều đặc biệt là khi ấy Bác Hồ về thăm quê hương không phải với cương vị chủ tịch nước, mà chỉ với tư cách là một người con đi vắng xa nhà rất lâu, nay về thăm quê cha, đất mẹ, thăm nơi chôn nhau, cắt rốn, thăm lại bạn bè, bà con lối xóm với tình cảm rất đỗi giản dị và thân thương. Theo nhiều nhân chứng kể lại, khi Bác trở về, một vị lãnh đạo địa phương mời Bác vào nhà khách để nghỉ. Bác cười hiền từ: "Bác xa nhà, xa quê đã lâu rồi nên phải thăm nhà trước đã. Nhà khách là để tiếp khách, bác là người nhà chứ có phải khách đâu." Rồi bác đi theo lối nhỏ vào nhà mình, bước đi nhanh, quen thuộc như một người con thường xuyên trở về. Bác Hồ đứng lặng ngoài sân một lúc rồi bồi hồi bước vào bên trong. Người bước đến gian thờ cúng gia tiên, nhìn lên bàn thờ mới được làm lại, Bác bùi ngùi. Hồi xưa, nhà Bác nghèo, bàn thờ chỉ làm bằng tre, không có chân mà chỉ dùng hai thanh gỗ đồng gá lại vào hai bên cột để đỡ bàn thờ lên, liếp bằng nứa, trên trải chiếu mộc. Rồi Bác đi ra nhìn quanh sân, vườn, Bác nói với mọi người: "Ngày trước, ở vườn có cây ổi đào, cây bưởi và hàng cau rất đẹp." Thấy Bác nhìn vườn khoai trước nhà, một vị cán bộ có ý xin Bác cho trồng thay khoai bằng hoa cho đẹp. Bác liền cười bảo: "Hoa khoai vẫn đẹp." Rồi Bác đi ra phía sau nhà, một cụ già hàng xóm chào Bác và hỏi: "Bác còn nhớ tôi không?" Bác lấy tay vỗ trán một lúc, nói: "Có phải Điền không?"
ông Hoàng Điền chạy lại ôm lấy người bạn chân trâu, thả diều thùa ấu thơ và khóc vì quá xúc động. Bác còn hỏi thăm nhà của Phương, một người nghèo nhất xã Kim Liên trước đây, giờ có đủ ăn hay không? Nghe bác nói vậy, mọi người ai cũng xúc động bởi bao nhiêu năm xa quê, bận trăm công ngàn việc. Nhưng bác vẫn nhớ từng người, từng việc tưởng chừng rất nhỏ nhặt. Với bác, quê hương luôn nặng nghĩa ân tình. Chiều hôm đó, bác Hồ nói chuyện với hơn 3.000 đại biểu cán bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An. Người xúc động nói, chúng ta đoàn kết một nhà, ấy là nghĩa trọng, ấy là tình sâu. Sau đó, bác nói với toàn thể nhân dân, tôi là một người con tỉnh nhà, đã hơn 50 năm xa cách quê hương. Hôm nay là lần đầu trở về thăm tỉnh nhà, có thể nói là quê hương nghĩa trọng tình cao, 50 năm ấy biết bao nhiêu tình. Quả thực, những câu chuyện trong ngày bác trở về thăm quê lần thứ nhất, dù chỉ được ghi lại qua lời kể của các nhân chứng, những người từng có mặt trong ngày bác trở về thăm, nhưng rất chân thực và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người nghe. Mỗi người dân Việt Nam khi đọc những mẩu chuyện này luôn cảm nhận được tình quê khắc sâu, in đậm trong tâm trí bác, giúp mỗi người từ răn dài mình, hưởng tâm hồn, tình cảm từ vị lãnh tụ kính yêu. Còn với chúng em, dù chỉ được xem phim, nghe kể hay đọc qua những cuốn sách, bài báo, nhưng hình ảnh bác giản dị, thân thương và hiền từ, với tất cả tình yêu dành tròn cho muôn dân, dành cho quê hương và đặc biệt dành cho thiếu niên nhi đồng, làm chúng em càng cảm phục, kính yêu bác nhiều hơn. Em nguyện hứa với bác sẽ luôn thực hiện tốt 5 điều bác Hồ dạy, học tập và làm theo tấm gương của bác Hồ, chăm ngoan học giỏi để trở thành những chủ nhân tương lai, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp như sinh thời bác hằng mong muốn. Đi giữa ân tình giữa bát ngát hương sen, một người đi xa là ngàn người mong đợi và ngàn năm không quên. Xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vòng xưa ru tiếng ngọt ngào. Đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đỏ, gặp lại tình người trong trang thơ nguyện du, gặp lại vì quê hương.